Chiếc đồng hồ khổng lồ chạy bằng cơm độc nhất vô nhị, khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Mới đây, đoạn clip thú vị ghi lại hình ảnh một chiếc đồng hồ treo tường khổng lồ trong một trung tâm thương mại ở Đức. Tuy nhiên, điều độc lạ đặc biệt ở chiếc đồng hồ đó là được chạy hoàn toàn bằng cơm đúng nghĩa. Theo đó, chiếc đồng hồ được treo ở sảnh chính giữa của một trung tâm thương mại. Quan sát kỹ hơn, ta có thể thấy phía trên mặt của chiếc đồng hồ có một bóng người đang di chuyển trên đó. Một nhân viên mặc đồng phục màu xanh đang liên tục dùng bàn đẩy để di chuyển chiếc kim phúc sao cho đúng khớp với múi giờ hiện hành. Di chuyển chiếc kim phúc được một lúc thì có thêm một nhân viên nữa đi ra phụ giúp cùng đẩy chiếc kim phúc di chuyển. Sau khi xem đoạn clip, rất nhiều bạn tỏ ra thích thú và ngỡ ngàng với chiếc đồng hồ kỳ lạ này. Nhiều bạn còn thắc mắc không hiểu vì sao những anh nhân viên lại có thể đứng trên mặt chiếc đồng hồ thẳng đứng như vậy được, hay chân các anh ấy có gắn nam châm. Một số ý kiến hài hước, công việc nhẹ lương cao, làm việc 24/24 luôn nha, còn thiếu vị trí của kim dây nữa. Anh em nào ứng tuyển thì đăng ký làm suốt đi. Nói chung là công việc cũng nhàn, chỉ là sau 24 giờ mới được nghỉ thôi. Chiếc đồng hồ cũng rất ra gì và này nọ đó nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.